Bão số 3 khiến hơn 1.200 hecta lúa của huyện Tiên Lữ bị đổ, gần 90 hecta cây hoa màu, cây ăn quả, khoảng 3.000 cây xanh bị gãy đổ do mưa và gió lớn, gần 240 nhà dân, trường học, nhà xưởng bị tốc mái. Huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng kiểm tra, dọn dẹp cây đổ, khắc phục ngay các điểm ách tắc do cây đổ để đảm bảo giao thông, bơm tiêu thoát nước tại các chân ruộng trũng. Do đã chủ động công tác phòng chống, vận động các hộ dân di chuyển đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Riêng với trường tiểu học Cương Chính, diện tích tốc mái lớn, vật liệu vương vãi trong khuôn viên trường.